Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nha. Chào Hiệu Lào Cai nha. Đây hôm nay đang quay bằng livestream trực quay bằng video trực tiếp. Đây là cái sản phẩm mà mua của Hiệu gia đình dùng hôm nay mới lên nhà mới. Dùng rất chi là ok. Đấy, cảm ơn Hiệu rất nhiều. Đồ dùng nói chung là rất chi là ổn. Không có gì phải phàn nàn cả. Đây là bồn vệ sinh. Đấy, bồn vệ sinh. Xoáy rất chi là mạnh. Đấy, gia đình hôm nay mới bắt đầu dùng. Đây là tầng 1. Tầng 1 như thế nào, tầng 2 như thế. Đấy, bây giờ là quay lên tầng 2 cho mọi người xem. Mới lên chiều nay. Đấy, đây là úi giời, hơi. Đấy, đây là đồ dùng. Đấy, có đồ dùng. Nói chung chậu rửa là ok. Đấy, thác nước. Đấy, chậu rửa. Đấy, này là chậu hố. Đúng, ok. Bếp tử. Đấy, tất cả sản phẩm này đều là mua của Hiệu hết, combo chọn bộ. Đấy, là combo chọn bộ. Đấy, nhà cũng mới đang. Đấy, đây sẽ lên gác hai. Hơi tối, mình chờ tí. Đấy, sáng hết. Đấy, đấy, lavabo, loại nhà. Đấy, sao trên như thế nào? Đấy, đây là trên thôi, thôi vừa vừa thấp thôi, được mấy trên này một trẻ con dùng, già là dùng tầng dưới thôi. Đấy, đấy, vừa nhỏ. Ôi, thằng em nó bảo là mấy chế độ khăn quá. Đấy, 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 chế độ lắm. Nói chung là ok được. Đấy, mua lại nhà nhà. Đấy, thiết bị. Đấy, bên này như thế, bên trên như thế. Đấy, xoáy kinh khủng, thiết bị vệ sinh này chú Hiệu xoáy kinh khủng. Rồi, cảm ơn chú Hiệu rất nhiều. Đấy, lắp được cái gương led hay gương điện lên thì tuyệt vời. Thôi để hôm sau mua sau. Rồi, cảm ơn chú Hiệu nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người mua ủng hộ chú Hiệu. Có mua sản phẩm dùng rất chi là ok.